kho việc làm. Như thường lệ, hôm nay các việc làm sẽ chia sẻ đến các anh chị và các bạn 8 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân sản xuất cho nhà máy của mình. Do đó mà các anh chị nào đang có nhu cầu tìm việc làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hãy xem hết cái video này để biết được thông tin của công ty để liên hệ làm hồ sơ phỏng vấn nha các anh chị. Hoặc là các anh chị biết người thân người quen của mình đang có nhu cầu tìm việc làm lao động phổ thông công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hãy chia sẻ cái video này đến người thân người quen của mình để họ nắm thông tin và họ xin việc liền. Và nhớ đăng ký kênh, bấm nút màu đỏ đăng ký để theo dõi nhiều việc làm hàng công việc làm chia sẻ với các bạn. Nhớ đăng ký kênh nha, cảm ơn các bạn và chúng ta bắt đầu nha. Và công ty đầu tiên mà công việc làm muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Nissay Electric Việt Nam. Công ty này nằm trong khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công ty Nissay Electric đang cần tuyển công nhân sản xuất cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là nam nữ, vận hành máy sản xuất ra dây điện, dây cáp điện, các thiết bị điện tử, đồ gia dụng điện tử đó các anh chị. Nếu mà các anh chị có tay nghề về kiểm hàng hoặc là từng làm qua công việc kiểm hàng thì xin vào vị trí QC của nhà máy nha. Về yêu cầu công việc là nam nữ từ độ tuổi 18 đến 35 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu trình độ và không yêu cầu bằng cấp. Các công ty sẽ đào tạo tay nghề cho các anh chị. Yêu cầu các anh chị có sức khỏe tốt và là có thể làm việc tăng ca là được. Về quyền lợi, các anh chị sẽ nhận được mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng tùy theo tính chất công việc, được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước, được bao cơm trưa và cơm tăng ca nha. Rồi môi trường làm việc thân thiện, sạch sẽ, mát mẻ và được đi du lịch hàng năm với công ty. Đó là một số thông tin cơ bản mà công ty đưa ra. Các anh chị thấy công việc này phù hợp với bản thân thì hãy nhìn trên màn hình thông tin của công ty để liên hệ làm hồ sơ phỏng vấn nha. Và công ty thứ hai mà công việc làm muốn chia sẻ với các bạn đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiền Tâm. Công ty này nó nằm ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Hiện tại là công ty đang cần tuyển công nhân sản xuất bánh kẹo cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là đóng gói thủ công hoặc là trực tiếp trên máy móc, hoặc là đứng vận hành các máy móc để sản xuất ra bánh kẹo, phụ các công đoạn trong dây chuyền sản xuất bánh kẹo, vệ sinh khu vực làm việc hàng ngày. Yêu cầu về công việc là nam nữ độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, đủ sức khỏe làm việc, biết đọc biết viết, không xâm hình ở các vị trí hở, không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc là các bệnh về da. Vì đây là tính chất về sản xuất thực phẩm nên họ yêu cầu khắt khe vấn đề đó. Về quyền lợi là được hưởng mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Nếu mà có tăng ca thì các anh chị sẽ được nhận mức lương cao hơn, nhân theo tỷ lệ 150 đến 200%. Về các chế độ là công ty đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, được nghỉ Tết nghỉ lễ hàng năm, rồi được khám sức khỏe định kỳ. Nếu mà các anh chị thấy công việc này phù hợp với bản thân hoặc là thích làm công việc ở Củ Chi thì hãy liên hệ công ty này để làm hồ sơ phỏng vấn nha. Thông tin liên hệ em có để trên màn hình đó. Và công ty thứ ba mà công việc làm muốn gửi đến các chị đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Nissay Việt Nam. Đây là công ty Nissay Việt Nam, còn cái công việc đầu tiên là công ty Nissay Electric Việt Nam khác nhau nha. Công ty Nissay Việt Nam này đang cần tuyển công nhân sản xuất cho nhà máy của mình. Công ty này là chuyên về sản xuất các loại mắt kính, máy chụp hình, cần câu cá, vân vân. Mô tả công việc là các anh chị sẽ đứng máy trên dây chuyền vận hành sản xuất ra các thiết bị đó và có thể làm việc theo ca nha các anh chị. Công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn và sẽ được đào tạo trước khi các anh chị vào làm việc. Yêu cầu về công việc là nữ tốt nghiệp lớp 5 trở lên, là đủ từ 18 tuổi, nam là tốt nghiệp 12 trở lên và cũng đủ 18 tuổi. Chế độ làm việc là K1 từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, K2 là từ 2 giờ chiều đến 10 giờ khuya và K3 là từ 10 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Quyền lợi các anh chị được nhận mức lương từ 7 đến 7 triệu rưỡi đồng trên một tháng, chưa bao gồm tiền phụ cấp và tiền tăng ca. Nếu các anh chị nhận phụ cấp và tăng ca sẽ cao hơn. Rồi, công ty sẽ đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Công ty có chỗ ở và có xe đưa rước miễn phí nha các anh chị. Ngoài ra các anh chị sẽ được công ty thưởng vào các dịp lễ Tết và lương tháng 13 vào dịp cuối năm. Và các dịp sinh nhật hiếu hỉ các công ty sẽ có phần quà riêng. Rồi nếu mà các anh chị thấy công việc này nó phù hợp với bản thân thì các anh chị có thể ghi bộ hồ sơ và nộp qua đường bưu điện nha. Nộp qua đường bưu điện cho công ty xem xét rồi nó phù hợp với công ty thì công ty sẽ gọi điện cho các chị lên đi làm nha các anh chị. Và các anh chị nộp hồ sơ thì hãy xem thông tin trên màn hình nè, rồi ghi lại thông tin để nộp hồ sơ cho công ty. Công việc thứ tư mà công việc làm muốn gửi đến các anh chị đó chính là công việc do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ in bao bì mới đang cần tuyển công nhân sản xuất bao bì cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là sẽ đóng gói và sản xuất các loại bao bì. Các công việc sau in bao gồm là bôi dán, lau cho sạch, bắn keo silicone, xếp túi giấy và một số công việc khác sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn. Về yêu cầu công việc là chỉ cần tuyển nam và các anh chị và các anh có tinh thần là nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc là được, độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Về quyền lợi là được nhận lương từ 5 triệu rưỡi đến 7 triệu đồng trên một tháng, chưa bao gồm tiền tăng ca.
được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, được thưởng vào các dịp lễ Tết. Đó là một số thông tin cơ bản mà công ty In Bao Bì Mới này chia sẻ với các anh chị. Nếu mà các anh mà thấy công việc này nó phù hợp thì hãy xem trên màn hình để thông tin của công ty để liên hệ nộp hồ sơ phỏng vấn liền nha. Và công ty thứ năm mà có việc làm muốn gửi đến các anh chị và các bạn đó chính là công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Lidovic. Hiện tại công ty Lidovic này đang cần tuyển công nhân lao động phổ thông, công nhân điện cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là đối với công nhân lao động phổ thông thì vào đứng vận hành các thiết bị máy móc để sản xuất ra các loại đinh ốc, ốc vít đó các anh chị và các bạn. Còn đối với công nhân lao động về ngành điện thì vào sửa chữa các thiết bị điện. Nếu mà các anh chưa có tay nghề thì công ty sẽ đào tạo cho các anh tay nghề trước khi vào làm việc. Yêu cầu công việc là nam tốt nghiệp từ lớp 9 trở lên, độ tuổi là từ 18 đến 45 tuổi, có kỹ năng làm việc theo nhóm, nhiệt tình năng động sáng tạo. Về quyền lợi là các anh sẽ nhận được mức thu nhập 7 triệu đồng, 7 triệu rưỡi trên một tháng, chưa bao gồm tiền phụ cấp tăng ca. Nếu mà các anh tham gia tăng ca thì có thể mức lương lên từ 10 triệu trở lên. Công ty sẽ đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, được bao cơm vào ca làm việc hoặc là tăng ca. Rồi hàng năm công ty sẽ xét tăng lương tối thiểu là 3% trên một năm. Mỗi tháng là nếu mà gia đình mình có em bé dưới 6 tuổi thì sẽ được công ty hỗ trợ thêm 100.000 đồng trên một tháng đối với một bé. Mình có hai bé là mình được hỗ trợ 200.000. Cuối năm sẽ được nhận lương tháng 13 và được đi du lịch hàng năm với công ty. Đó là một số thông tin cơ bản mà công ty Lidovic này gửi đến các bạn. Nếu mà các anh thấy công việc này phù hợp thì hãy nhìn trên màn hình thông tin của công ty Lidovic để liên hệ nộp hồ sơ phỏng vấn nha. Và công ty thứ sáu mà Khoa Việc Làm muốn gửi đến các chị và các bạn đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nguyên Phát. Hiện tại công ty Nguyên Phát này đang cần tuyển lao động phổ thông, công nhân sản xuất cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là các chị và các bạn vào đây thực hiện công việc là in trên mặt kính bếp ga, rồi đóng gói các mặt kính bếp ga đó theo yêu cầu của công ty. Thời gian thử việc là trong vòng 6 ngày là được. Về yêu cầu công việc là các anh chị phải đủ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, có sức khỏe tốt, có khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo trong công việc. Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu trình độ và không yêu cầu kinh nghiệm gì hết nha. Thu nhập là từ 5 đến 7 triệu đồng trên một tháng tùy theo cái tính chất công việc và tùy theo cái khả năng của mỗi ứng viên. Công ty sẽ đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, được hỗ trợ các một số tiền phụ cấp như là tiền cơm, tiền trách nhiệm và tiền thâm niên, được tham gia các lớp huấn luyện chuyên sâu, nâng cao tay nghề, được làm việc trong môi trường năng động sáng tạo, trẻ trung. Đó là một số thông tin cơ bản mà công ty VinFast này gửi đến các anh chị và các bạn. Nếu mà thấy bản thân mình nó phù hợp thì hãy nhìn trên màn hình thông tin của công ty để liên hệ nộp hồ sơ phỏng vấn nha. Và công ty thứ bảy mà Khoa Việc Làm muốn gửi đến các anh chị và các bạn đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Tấn Phong. Hiện tại công ty Bao Bì Tấn Phong này đang cần tuyển nữ lao động phổ thông, công nhân cho nhà máy của mình. Mô tả công việc là các chị vào đây tiếp nhận công việc từ tổ trưởng và thao tác vận hành máy hoặc là vận hành các thiết bị thủ công để sản xuất in ấn ra các loại bao bì hoặc là các bao bì thừa đó các anh chị. Và yêu cầu về công việc là nữ từ 18 đến 40 tuổi, làm những công việc nhẹ như là cắt bao bì thành phẩm tại nhà máy, làm từ ca 7 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ rưỡi tối, không làm ca đêm. Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp và không yêu cầu trình độ. Nếu mà chưa có kinh nghiệm thì công ty sẽ đào tạo trong quá trình làm việc. Về quyền lợi là thu nhập từ 8 triệu rưỡi đến 15 triệu đồng trên một tháng. Nếu mà có tham gia tăng ca, được phụ cấp tiền cơm trong ca làm việc, hoặc là nếu mà được tăng ca thì có phụ cấp thêm sữa, được hỗ trợ đào tạo tay nghề, được hưởng lương tháng 13, được thưởng vào các dịp lễ Tết, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Đó là một số thông tin cơ bản của công ty Bao Bì Tấn Phong. Nếu mà các chị thấy công việc này phù hợp thì hãy nhìn trên màn hình thông tin để lấy thông tin để liên hệ nộp hồ sơ phỏng vấn nha. Và công ty thứ 8 mà Khoa Việc Làm chia sẻ đến các chị và các bạn đó chính là công ty cổ phần IVC. Công ty này đang cần tuyển công nhân sản xuất cho nhà máy của mình tại Củ Chi. Công ty IVC này là chuyên về sản xuất dược phẩm nha các bạn. Mô tả công việc là thực hiện các công việc trong dây chuyền sản xuất, thực hiện một số công việc theo sự phân công của cấp trên, làm việc theo ca, sẽ được hướng dẫn đào tạo công việc trước khi vào làm việc. Thời gian làm việc là từ thứ hai đến thứ bảy. Yêu cầu công việc là các bạn nam tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, có sức khỏe tốt, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu trình độ. Công ty sẽ đào tạo cho các chị. Về quyền lợi là thu nhập thì các bạn trong quá trình phỏng vấn thì thỏa thuận lương với phòng nhân sự, được thưởng theo cái năng lực của bản thân và thưởng tiền thâm niên, thưởng lương tháng 13, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước, được phụ cấp tiền xăng xe
đi lại, tiền điện thoại và tiền ở nhà trọ. Đó là một số thông tin cơ bản mà công ty IDC muốn gửi đến các anh. Nếu mà các anh thấy cái công việc này nó phù hợp với bản thân thì hãy nhìn trên màn hình thông tin của công ty IDC để liên hệ nộp hồ sơ phỏng vấn nha. Chúc các anh và các chị nộp hồ sơ phỏng vấn thành công, có công việc làm. Cảm ơn các chị và các bạn.